Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 9 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã thành phố về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương phải xác định giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng để tạo động lực phát triển cho các địa phương cũng như cho cả tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh Quý 2 năm 2024 cần phải được xác định là quý tăng tốc để bù đắp lại những khó khăn có thể ảnh hưởng đến thi công các dự án như yếu tố thời tiết sau đó. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung thực hiện tốt hiệu quả chỉ thị số 01 ngày 26 tháng 1 năm 2024 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng vốn đầu tư công năm 2024, sát sao trong việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến giải ngân xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết cho từng dự án để có các giải pháp chỉ đạo đôn đốc tháo gỡ kịp thời. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý các chủ đầu tư phải luôn quan tâm giám sát, đảm bảo chất lượng công trình dự án, tuyệt đối không vì tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư ra soát các dự án, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có các biện pháp điều chuyển vốn, dừng hoặc chấm dứt dự án đối với những dự án chậm tiến độ hoặc không triển khai. Năm 2024, tổng vốn đầu tư công của tỉnh Thanh Hóa là hơn 12.780 tỷ đồng. Đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 2.275 tỷ đồng, bằng 17,8% kế hoạch, cao hơn 4,13% so với tỷ lệ giải ngân của cả nước, đứng thứ 14 trong số 63 tỉnh thành. Tuy nhiên, trong số 48 chủ đầu tư, vẫn còn 29 chủ đầu tư giải ngân dưới tỷ lệ trung bình của tỉnh, cá biệt có những chủ đầu tư tỷ lệ giải ngân và giải phóng mặt bằng bằng không. Tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp trong chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả nói chung và chương trình quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải nói riêng. Đây là khẳng định của đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại hội nghị khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vừa được tổ chức vào hôm qua ngày mùng 4 tháng 4 tại Thanh Hóa. Hội nghị kết nối đến 26 điểm cầu tại các tỉnh khu vực phía Bắc. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm khẳng định, đối với tỉnh Thanh Hóa, ngành điện đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tiến độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng công nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư các dự án mới, thúc đẩy các ngành sản xuất dịch vụ phát triển, tăng thu cho ngân sách nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Nhận rõ và chia sẻ khó khăn áp lực với ngành điện trong đầu tư hệ thống nguồn, và lưới điện trong bối cảnh hiện nay. Tỉnh Thanh Hóa đã và đang tích cực triển khai luật sử dụng năng lượng, các chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải điện và nhiều chương trình kế hoạch khác của ngành điện. Tỉnh Thanh Hóa luôn phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc trong quá trình đầu tư các công trình điện cũng như bảo vệ an toàn công trình điện, hành lang an toàn lưới điện truyền tải. Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng như 27 tỉnh thành phố phía Bắc cùng chung tay với ngành điện có kế hoạch sản xuất phù hợp, nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng, giảm áp lực cho công suất phụ tải đỉnh giờ cao điểm. Tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp trong chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả nói chung và chương trình quản lý nhu cầu điện điều chỉnh phụ tải nói riêng. Hôm qua ngày 4 tháng 4, tức là ngày 26 tháng 2 năm Giáp Thìn, Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn long trọng tổ chức khai mạc lễ hội Sòng Sơn Ba Dội năm 2024. Lễ hội Sòng Sơn Ba Dội năm 2024 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 4 nhằm tri ân công đức của Thánh Mẫu Liễu Hạnh và tưởng nhớ vị anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ. Lễ hội được tổ chức gồm phần lễ và phần hội với nhiều hoạt động nổi bật đặc sắc. Trong đó, chính lễ được tổ chức tại Đài lễ Đền Sòng Sơn. Nghi thức tế lễ được cử hành thành kính và trang nghiêm, nhằm gửi gắm những ước muốn khát vọng của nhân dân về cuộc sống ấm no hạnh phúc và bình an. Tiếp đến là chương trình nghệ thuật Huyền tích tiên nữ Đèo Ba Dội, tái hiện lại huyền tích Thánh mẫu Liễu Hành hiền linh, cứu nhân độ thế, khuyến thiện trừ tai, dạy dân canh cửi mưu sinh, tu thân dưỡng tính. Tiếp đó là nghi lễ rước bóng Thánh mẫu Liễu Hành, rước kiệu Hoàng đế Quang Trung lên nhà bia Ba Dội, về đền chín giếng và hoàn vị. Lễ hội Sòng Sơn Ba dội là hoạt động văn hóa truyền thống của thị xã Bỉm Sơn. Lễ hội phản ánh rõ nét đời sống văn hóa tinh thần, tín ngưỡng, thờ thánh mẫu liễu hạnh của nhân dân địa phương. Đồng thời là dịp để thị xã Bỉm Sơn quảng bá tiềm năng văn hóa du lịch, hình ảnh đất và người Bỉm Sơn đến bạn bè trong và ngoài tỉnh. Chiều qua ngày 4 tháng 4, Hội đồng Nhân dân huyện Mường Lát khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 18, kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát đã thông qua các tờ trình về đề nghị điều chỉnh nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Mường Lát về phê duyệt danh mục dự án chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 vào năm 2023 trên địa bàn huyện. Quyết định chủ trương đầu tư công trình trường Trung học cơ sở Pù Nhi. Quyết định chủ trương đầu tư công trình kè chống sạt lở bờ tả suối Pong tại khu dân cư khu 1, thị trấn Mường Lát. Quyết định chủ trương đầu tư công trình trường tiểu học Pù Nhi, xã Pù Nhi. Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét các tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện, các dự thảo nghị quyết kèm theo và các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội trình tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất quyết nghị thông qua 4 nghị quyết, trong đó có 3 nghị quyết về đầu tư xây dựng cơ bản và một nghị quyết về điều chỉnh phê duyệt danh mục dự án chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Bắc sông Mã Thanh Hóa đã tiến hành thả hơn 250 kg cá giống xuống hồ cánh chim thuộc phường Ba Đình, thị xã Bịp Sơn. Hồ cánh chim có diện tích 27 ha, dung tích trên 1 triệu mét khối, có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 25 ha lúa, 115 ha mía của công ty nông công nghiệp Hải Trung và cấp nước sinh hoạt cho 195 hộ dân cư khu phố 10, phường Ba Đình. Bên cạnh đó, hồ còn có tiềm năng về du lịch tâm linh và du lịch sinh thái và tiềm năng về nuôi thủy sản trong lòng hồ. Đây cũng là nơi cung cấp nguồn lợi thủy sản đáng kể cho người dân địa phương. Việc thả cá giống xuống hồ cánh chim là hoạt động thường niên nhằm phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản đang ngày càng bị khai thác cạn kiệt, góp phần bảo đảm cân bằng hệ sinh thái, và giữ gìn tính đa dạng sinh học trên lòng hồ cánh chim. Là vùng biển còn giữ được nét đẹp hoang sơ, Hải Tiến đã và đang ngày càng trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn đối với du khách gần xa. Hè 2024, bên cạnh các sản phẩm du lịch truyền thống, sự xuất hiện của tổ hợp giải trí du lịch nghỉ dưỡng thể thao biển Flamingo Ibiza Hải Tiến hứa hẹn sẽ đem đến những trải nghiệm khác biệt cho du khách. Với định hướng trở thành một thành phố thương mại du lịch năm sao, Flamingo Ibiza Hải Tiến đáp ứng năm xu hướng check-in, ăn chơi, shopping, sảnh điệu, lễ hội của du khách. Đặc biệt, các căn biệt thự cao cấp tại đây được thiết kế theo hai trường phái nghệ thuật kiến trúc gồm Flamigo and Color the Style và Flamigo Flower and Forest in the Sky sẽ mang lại sắc thái tươi mới trẻ trung năng động của một địa điểm vui chơi, giải trí, cuồng nhiệt nhưng vẫn mang đến các không gian xanh, tôn trọng và hòa hợp với thiên nhiên, tạo nên giá trị cốt lõi và tính bền vững, trường tồn của sản phẩm nghỉ dưỡng. Nơi đây được kỳ vọng sẽ là điểm đến hấp dẫn hàng đầu trong mùa hè năm 2004 với hàng loạt tiện ích độc đáo chưa từng xuất hiện tại Thanh Hóa. Ngoài ra, đến với Hải Tiến, du khách có thể ghé thăm cầu cảng biển Hải Tiến với chiều dài khoảng 100 mét xây dựng bắt ngang qua biển. Cầu cảng Hải Tiến là top các địa điểm check-in rất hot ở biển Hải Tiến mà rất nhiều du khách không thể bỏ qua. Hải Tiến còn có rất nhiều dịch vụ hấp dẫn như tàu cao tốc đưa du khách tham quan biển đảo, du lịch thể thao bằng dù lượn, trải nghiệm homestay linh trường khu chợ làng trài, khám phá bình minh, săn hoàng hôn trên biển với nhiều cảnh đẹp hấp dẫn. Xây dựng suy nghĩ tích cực, lối sống lành mạnh thông qua những trang sách, bài báo là việc làm hết sức ý nghĩa đối với mỗi phạm nhân. Bởi vậy, Thư viện tỉnh Thanh Hóa đã triển khai xây dựng tủ sách hướng thiện tại các trại giam trên địa bàn tỉnh, góp phần bổ sung nguồn sách và hình thành thói quen đọc sách cho mỗi phạm nhân. Từ năm 2018 đến nay, Thư viện tỉnh đã tổ chức các đợt luân chuyển sách, phục vụ sách lưu động và trao tặng sách báo cho các trại giam trên địa bàn tỉnh. Cho đến nay, đã xây dựng được 10 tủ sách tại 10 phân trại của 3 trại giam. Nguồn sách được lựa chọn, sàng lọc kỹ càng, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức. Những tủ sách hướng thiện tại các trại giam đã và đang phát huy hiệu quả trong việc nuôi dưỡng tinh thần hướng thiện của các phạm nhân. Chúng tôi xác định là phục vụ tại đại giam là một việc làm rất quan trọng của thư viện tỉnh Thanh Hóa để giúp cho phạm nhân cảm hóa phạm nhân sau khi mãn hạn tù thì về với địa phương thì để tái nhập cộng đồng. Những trang sách hay truyền cảm hứng, mọi người đều bình đẳng, không chỉ khai mở tâm trí an ủi, xoa dịu về mặt tâm hồn, sách vừa là người bạn, người thầy để tất cả mọi người có thể tự tin bước vào một thế giới tốt đẹp hơn. Điều này càng có ý nghĩa hơn với những người từng một thời lầm lỡ. Cánh cửa mới sẽ mở ra, cuộc đời mới cũng sẽ mở ra chào đón những con người thiện lương, hữu ích với cộng đồng. Bản tin thời sự 9 giờ của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.